Năm học mới 2020-2021, thành phố Lào Cai sẽ đưa cụm liên trường phường Kim Tân đi vào hoạt động. Hiện nay, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, tăng cường nhân vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để các trường học kịp chuyển về trường mới trước ngày tựu trường. Tại công trường thi công, dự án cụm liên trường phường Kim Tân, những ngày này, hàng trăm công nhân cùng với nhiều máy móc phương tiện đang miệt mài thi công, bất chấp sự ảnh hưởng của thời tiết. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị thi công đã phải thay đổi kế hoạch, phương án thi công phù hợp, đảm bảo hoạt động sản xuất trên công trường trong tình hình mới. Đáng chú ý, trong thời gian này, các đơn vị thi công thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, thu dọn công trường, phối hợp với các cơ quan y tế trong việc khử trùng trong phạm vi công trường và các khu vực lân cận, bảo đảm phòng chống dịch. Với tiến độ hiện tại, các nhà thầu và đơn vị thi công đều đặt quyết tâm công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đúng thời hạn vào ngày 20 tháng 8. Công trình đang thi công vào đúng cái thời điểm, nó là mùa mưa, nên là về thời tiết thì có đôi chút bất lợi về cho việc thi công, nhưng mà công ty đã tổ chức là về các trang thiết bị làm sao đáp ứng là khi thời tiết không gặp mưa, hoặc là khi mưa sẽ bố trí làm những công việc ở trong nhà trước, và khi trời hết mưa là sẽ tập trung ra ngoài làm. Và tính đến thời điểm hiện tại thì tiến độ công trình đã tương đối hoàn thành theo kế hoạch của tỉnh. Dự án cụm liên trường phường Kim Tân có tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2019, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2020. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Cụm liên trường gồm các trường Tiểu học Nguyễn Du, Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, sân tập luyện thể dục thể thao và các công trình phụ trợ. Theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, hiện nay dự án cụm liên trường phường Kim Tân đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình. Một số phần việc như giải bê mặt đường, hoàn thiện đường rãnh thoát nước trong những ngày còn lại sẽ được các đơn vị thi công hoàn thiện theo đúng tiến độ. Đối với ba khu nhà chính thì hiện tại sẽ là khu nhà tiểu học là cơ bản đã hoàn thành khoảng 99% rồi. Còn hai khu nhà của trung học cơ sở với trung học phổ thông thì đang cơ bản là khoảng 95%. Còn cái hạng mục phần còn lại thì cơ bản là chỉ một phần hè rãnh xung quanh thôi. Ban quản lý dự án đã phối hợp rất tích cực cùng với các đơn vị nhà thầu tập trung toàn bộ nhân lực, tài chính và con người để tức là làm sao phấn đấu theo tức là bàn giao công trình đúng kế hoạch 2018 theo kế hoạch chủ trương của tỉnh. Cụm liên trường phường Kim Tân với kiến trúc và cơ sở vật chất hiện đại sẽ là điểm sáng của giáo dục thành phố Lào Cai và của cả tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân.